Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống và an sinh của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, vùng cao của vùng Tây Bắc. Và thấu hiểu nỗi đau mất mát mà thiên tai gây ra, Chư Tăng Ni Phật tử các tỉnh miền Nam đã có những hành động kịp thời, khẩn trương để hỗ trợ chia sẻ với bà con đồng bào khắc phục thiệt hại của mưa lũ. Nhà đổ, ruộng, ao bị lũ ống cuốn trôi. Đó là tình cảnh của rất nhiều hộ dân ở xã Triềng Trung, xã Mường Thanh, huyện Mai Sơn và xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sau khi hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Đời sống vốn khó khăn, nay lại thêm thiệt hại bởi bão lũ, khiến cho bà con không khỏi xót xa. Mất hết rồi, ruộng, ao, cả vật nuôi đều bị lũ cuốn đi hết. Vượt qua quãng đường gần 2.000 km, và điều kiện bất lợi của thời tiết, Đoàn Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến các huyện Mai Sơn, huyện Thuận Châu trao 500 suất quà hỗ trợ tổng giá trị 500 triệu đồng đến với các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mấy cô đại diện cho Ban Từ thiện của tỉnh Bình Dương cũng như Chữ thập đỏ và đi động viên để mà ra các tự viện và các nhà hảo tâm để mà đi về đây giúp đỡ, chia sẻ và cũng động viên các bà con cô bác. Đây là một chương trình hoạt động mà kết nối của Hội Chữ thập đỏ giữa hai tỉnh. Đồng thời đây cũng là cái sự chia sẻ cái khó khăn vất vả của bà con ở Sơn La đối với những cái hộ mà bị ảnh hưởng bởi cơn lũ vừa rồi. Riêng tại các xã trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi lũ cuốn trôi nhà, Đoàn đã quyết định trao tặng 5 triệu đồng cho mỗi hộ dân, giúp thêm nguồn lực để bà con khắc phục sau lũ. Tôi thiệt hại nhiều lắm. Các đoàn thể Phật giáo giúp đỡ tôi cũng rất là cảm ơn. Phật giáo đã quan tâm đến dân chúng tôi. Dân làm nông không à, thì rất là khổ. Làm nông, làm ruộng, trồng những cái hoa màu thì đã khổ rồi mà còn thêm cái thiên tai bão lụt nữa. Thành ra dân càng khổ thêm. Thành ra mấy cô thấy cảm thấy mình đến để mình an ủi, chia sẻ phần nào những cái khó khăn của bà con. Biết rằng cũng không có nhiều nhưng mà đói đó cũng là một tấm lòng của đoàn. Cơn bão qua đi, chỉ còn tình người ở lại. Những phần quà là tình cảm, sự sẻ chia, mong muốn các gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống, biến đau thương thành hành động để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.